Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại đường Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà được thiết kế là 4 tầng với diện tích đất ở trên sổ đỏ là 37m², bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Có hướng chính là hướng Đông Bắc. Đây mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ ngôi nhà là đã được hoàn thiện xong hết rồi. Vị trí ngõ đường vào trước nhà là rộng 2,2m. Thiết kế của tầng 1 thì là chúng ta có thể thấy là sẽ có bao gồm là một cửa chính và một cửa sổ ở bên ngách đây. Toàn bộ hệ thống cửa chính là bao gồm là cửa hai lớp, phía bên ngoài là cửa sắt hộp, sơn tĩnh điện và phía bên trong là sử dụng là chất liệu là cửa gỗ kính. Bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì là sẽ được thiết kế là bao gồm là một khu vực phòng khách, một khu vực phòng bếp và một cái nhà vệ sinh phụ. Mọi người có thể nhìn thấy đây là toàn bộ cái không gian ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà đây. Thiết kế rất là rộng với diện tích 37m², chúng ta có thể là chia phòng khách đây. Đấy, diện tích phòng khách rất là rộng, rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng cũng như là hệ thống gạch lát nền của ngôi nhà là đều được hoàn thiện xong hết và sử dụng là hàng chất liệu hàng loại 1, hàng cao cấp. Khu vực phòng khách và khu vực cầu thang được ngăn cách với nhau bởi những cái vách gỗ đề co như thế này. Và đây là khu vực phòng bếp của ngôi nhà. Hệ thống tủ bếp sử dụng chất liệu là bằng gỗ thịt, được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt và được sơn màu chủ đạo là màu trắng. Thiết kế tủ bếp dạng chữ L, cho nên là cái không gian sử dụng và cái điểm nhấn khi vào trong nhà thì sẽ rất là đẹp, nên là thoáng. Ngôi nhà được thiết kế sử dụng những màu sắc rất là sáng, rất là hiện đại, phù hợp với lại những gia đình vợ chồng trẻ hoặc là những cái gia đình muốn thiết kế đồ đạc để co theo cái hướng phong cách hiện đại. Toàn bộ hệ thống vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu bằng inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Kính ốp bếp là sử dụng là kính cường lực, thương hiệu là Minh Long. Đá ốp bếp là dùng đá màu vàng mỡ gà Vân Mây. Mọi người có thể là nhìn toàn bộ cái không gian của tầng 1 là từ phía trong bếp ra đây rất là thoáng. Đây là cửa sổ mở ra bên ngoài đây, rất là thoáng. Ở phía tầng 1 của chúng ta thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh là sử dụng cửa là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Trong nhà vệ sinh thì được lắp đặt sẵn hệ thống bồn cầu nền khối, vòi xịt, vòi rửa cũng như là hệ thống máy bơm nước để bơm nước lên toàn bộ ngôi nhà. Sử dụng gạch ốp là gạch kích thước là 30x60. Khu vực cầu thang thì sử dụng là tay vịn cầu thang chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là dùng đá granite nguyên tấm. Sau đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 2 thì sẽ bao gồm là một phòng ngủ chính, một phòng ngủ master và một nhà vệ sinh. Phòng ngủ rất là rộng, có ban công mở ra bên ngoài. Đây, chúng ta có ban công để mở ra bên ngoài đây. Chúng tôi cũng đã thiết kế xong hết cái hệ thống ống chờ điều hòa cũng như là toàn bộ cái hệ thống đèn chiếu sáng ở trong toàn bộ căn phòng ngủ này. Sử dụng sàn gỗ công nghiệp chống cong vênh mối mọt. Và đây là cái khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là toàn bộ hệ thống bồn cầu, hệ thống lavabo cũng như là hệ thống phụ kiện, sen cây tắm nóng lạnh và cái hệ thống vách kính cabin tắm. Sử dụng gạch ốp tường là gạch kích thước là 30x60. Mọi người có thể nhìn qua toàn bộ cái không gian của tầng 2 thì đây. Đấy, phòng ngủ và không gian của tầng 2 rất là rộng. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì sẽ được chia ra là bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, đây là khu vực phòng vệ sinh. Đây là khu vực phòng ngủ. Ưu điểm của ngôi nhà này là tất cả các phòng ngủ của chúng ta là sẽ đều có cửa sổ mở ra
phía bên ngoài để có thể là cung cấp ánh sáng và không khí cho toàn bộ căn phòng. Những cái hệ thống ống chờ điều hòa cũng như là hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống chờ dây cáp để xem truyền hình là cũng đều đã được hoàn thiện xong hết. Và đây là phòng ngủ thứ ba của ngôi nhà đây. Đó, phòng ngủ có cửa sổ mở ra bên ngoài và tất cả đều đã được hoàn thiện xong hết. Cửa thông phòng toàn bộ đều sử dụng là bằng cửa gỗ thịt, cửa gỗ lim Nam Phi, cửa rất rộng và rất là cao. Và đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng 3. Toàn bộ hệ thống sen vòi, hệ thống gương, hệ thống phụ kiện, vắt khăn cũng như là hệ thống lavabo, hệ thống bồn cầu là đều được hoàn thiện xong hết. Đối với ngôi nhà này thì quý khách hàng là có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Tiếp theo đây là tầng thứ tư, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì là sẽ bao gồm là một phòng thờ và một sân phơi. Đó, phòng thờ rất là rộng, chúng ta cũng có thể là tận dụng phòng thờ là để làm phòng ngủ cho khách. Đấy, hoặc là phòng làm việc ở trên đây cũng được. Đấy, thiết kế rất là rộng. Và đây là khu vực sân phơi. Toàn bộ hệ thống chuồng cọp cũng như là hệ thống điện, hệ thống nước để chờ lắp đặt máy giặt là đều được chúng tôi hoàn thiện và thiết kế sẵn hết rồi. Đó. Không gian xung quanh ngôi nhà rất là rộng, rất là thoáng, đầy đủ ánh sáng. Khu vực dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Đấy, và tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này để quý khách hàng có thể nắm bắt được rõ hơn. Ngôi nhà có diện tích là 37m², được thiết kế xây dựng là 4 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh, có vị trí nằm tại phố Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Có hướng nhà chính là hướng Đông Bắc, đang được bên công ty chào bán với giá là 2.500.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Quý khách hàng cần tư vấn thêm chi tiết hoặc là cần xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.